Đây là máy xay đây này. Chính là máy xay tam thất đây anh em ạ. Nhìn chưa không? Đây là máy xay tam thất của thương hiệu Gel anh em nhá. Con này là 3600W anh em này. Con này nặng 45 kg và chạy điện 220V, tốc nhanh 2840 vòng nhân phút nhá. Con này thì chuyên dùng để cho anh em xay tam thất và cũng có thể là xay được những cái củ khô. Củ khô thì anh em dùng con này. Và đi theo máy thì có mấy tấm sàng, 3 tấm sàng cho anh em này, 1 tấm này. 2 tấm này, 3 tấm này. Tấm này là tấm 0.4 này. Tấm này là tấm 0.5 này. Còn tấm này thì khả năng là 1 chấm. Con này khả năng là 1 chấm. 1 chấm anh em nhá. 1 chấm đấy. Vật liệu xay anh em đổ vào đây nhá. Đổ vào đây. Thì cái này được làm bằng inox 304 anh em nhá. Inox 304 đấy. Cái đồ nó sẽ bị rơi vào đây nhá. Và bây giờ tôi sẽ mở ra để anh em cùng xem này. Cái này mở ra nhá anh em nhá. Mở ra. Úi giời, chất luôn. Đây anh em này. Thay sàng đây nhá. Và đây là các búa nhá. Cái này hiện tại đang là 6 búa và cái búa này nó sẽ văng ra để đập nát cái củ tam thất hay là củ khô anh em nhá. Nó sẽ đập nát ra nhá. Nó nghiền qua đây một chút sau đó là rơi xuống đây và nó đập nát ra. Toàn bộ cái này thì bằng inox này. Inox này. Và đây là gang hoặc là inox, đây là inox rồi. Đây là toàn những cái hợp kim không bị gì anh em nhá. Có mỗi cái này khả năng cái này bị gì. Nhưng mà xay đồ khô thì sẽ không sợ đâu nhá. Cái này có một cái công tắc an toàn đây anh em nhá. Công tắc an toàn này. Công tắc này anh em mình đóng vào thì máy mới chạy nhá. Đóng vào và khóa vào thì máy mới chạy nhá. Và đây là trái tim của máy anh em nhá. Động cơ 100% dây đồng và động cơ này là mặt bích. Mặt bích nhá, động cơ mặt bích thẳng hứng. Và cái cánh quạt của nó cũng rất là dày dặn, nó phải dày 1,5 ly cánh quạt tản gió đấy anh em ạ. 1,5 ly, kinh khủng chưa? Đây là inox này. Và đây là bật tắt này anh em nhá. Bật tắt này. Đây là bật tắt nhá. Và đây đây có cả rơ le chống quá tải anh em nhá. Rơ le chống quá tải này. Và đây là cái đồng hồ an quay kế anh em nhá. Cái dòng điện của chúng ta đến 10 thì cái nguồn điện chúng ta càng khỏe, đủ 220. Còn nếu như mà lên đến 20, 25 hay là 30 thì nguồn điện chúng ta càng bị yếu. Nếu như mà lên đến 20, 25 hoặc 30 thì nguồn điện của chúng ta càng yếu anh em nhá. Anh em lưu ý việc đấy nhá. Cũng bằng inox nhá, inox đấy. Đấy anh em ạ, đại đa số đều bằng inox nhá, đều bằng inox này. Và bây giờ khởi động máy xem nó như thế nào. Đây, nghe này. Em ru. Khi mà chưa có tải nhá, cái đồng hồ này nó chưa lên đâu, bắt đầu có tải, bắt đầu nó lên. Nhưng mà cái này khách hàng lấy rồi cho nên là tôi không cho vào xay được anh em ạ. Khi nào anh em mà lấy cái máy này yêu cầu xay, tôi sẽ xay cho anh em cùng xem.